Theo truyền thông Syria, ngày 1 tháng 5, Israel đã không kích tỉnh Aleppo ở miền bắc Syria, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có 2 dân thường. Hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin, vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương, tức vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, quân đội Israel đã sử dụng tên lửa tấn công sân bay quốc tế Aleppo và một số địa điểm lân cận. Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn nhiều tên lửa, tuy nhiên vụ tấn công đã khiến sân bay Aleppo phải dừng hoạt động. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria đã ghi nhận một số vụ nổ tại khu vực sân bay quốc tế Aleppo, sân bay quân sự Nayrab tại tỉnh Aleppo. Cả hai sân bay đều bị hư hại sau vụ tấn công. Các tên lửa của Israel cũng được ghi nhận rơi xuống các nhà máy quốc phòng tại khu vực Savire của tỉnh Aleppo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa thông báo kế hoạch thăm Hàn Quốc trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5. Chuyến thăm dự kiến sẽ là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Kishida đến Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Accra của Ghana trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi, Thủ tướng Kishida cho biết chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới sẽ là cơ hội tốt để thẳng thắn trao đổi quan điểm về cách thức phát triển quan hệ song phương Nhật-Hàn, cũng như về tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thăm Nhật Bản và có cuộc gặp với Thủ tướng Kishida tại thủ đô Tokyo. Ông Yoon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thực hiện chuyến thăm song phương tới Nhật Bản sau 12 năm. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 tại Pháp đã nhanh chóng bị phá hoại bởi bạo lực ở nhiều thành phố lớn do làn sóng phản đối cải cách hưu trí của chính phủ nước này. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, hơn 782.000 người đã tuần hành, trong đó có 112.000 người tại thủ đô Paris. Còn theo thông báo từ Tổng Liên đoàn Lao động, 2,3 triệu người đã tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày mùng 1 tháng 5. Đây cũng là ngày thứ 13 diễn ra chiến dịch phản đối cải cách lương hưu của chính phủ, nên các cuộc diễu hành ôn hòa đã nhanh chóng biến thành bạo động khi căng thẳng bùng phát tại các khu vực trung tâm. Tại Paris, Lyon, Nantes, đám đông diễu hành đã nhanh chóng đụng độ với cảnh sát. Có ít nhất 291 phần tử quá khích bị bắt giữ, 108 cảnh sát bị thương, trong đó có một sĩ quan bị bỏng nặng. Tổ chức chuyên theo dõi các thông tin giả mạo trong lĩnh vực công nghệ và báo chí, NewsGuard, mới đây đã xác định được gần 50 website được tạo bởi các công cụ AI đăng những thông tin không chính xác hoặc hoàn toàn giả mạo. Điều này đã khiến cho các nhà nghiên cứu lo ngại về một nguy cơ thảm họa ngôn từ khi mà các trang web tràn ngập các văn bản do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong tháng 4 vừa qua, một trang web có tên celebritiesdead.com đã cho đăng một bài báo về cái chết của Tổng thống Biden, bà Harris trở thành Tổng thống tạm quyền. Một trang web với tên gọi T-News Network lại đăng tải bài viết cho rằng hàng nghìn người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến Nga-Ukraine, số liệu hoàn toàn dựa trên một clip không rõ nguồn gốc trên YouTube. Đây là hai trong số gần 50 trang web được tổ chức NewsGuard báo cáo trong chiến dịch rà soát các thông tin giả mạo trong lĩnh vực công nghệ và báo chí. Các trang web này đa phần xuất hiện trong năm nay khi mà các công cụ AI đang dần trở nên phổ biến. Những thông tin sai lệch này sẽ có thể gây ra những hệ lụy khôn lường khi hàng triệu người đọc nhầm tưởng đây là những hãng truyền thông đáng tin cậy. Việc sử dụng các mô hình AI để tạo ra những gì trông giống như các website tin tức là hành vi lừa đảo đội lốt báo chí. Theo cuộc rà soát độc lập được Bloomberg thực hiện về những trang web được tạo ra bởi AI, trong khi có một số trang được tạo vỏ bọc như một kênh tin tức với cái tên nghe có vẻ rất đáng tin như News Live 79 hay Daily Business Post, thì một số là những kênh chia sẻ về phong cách sống, tin tức người nổi tiếng. Phần lớn các trang web như thế này được điều hành bởi các nguồn ẩn danh, được lấp đầy bởi các từ khóa nóng để thu hút quảng cáo. Trước đây, khi thành lập một website tin tức giả dùng cho quảng cáo, chủ sở hữu sẽ phải đầu tư ít nhất một số nguồn lực thuê người viết nội dung. Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi thứ họ cần chỉ là một máy tính kết nối Internet và các nội dung sẽ được tạo dựng từ công cụ AI. Một thực tế đáng lo ngại đó là đang ngày càng gia tăng các doanh nghiệp tìm đến các trang nội dung như thế này để tên của họ được nhắc đến nhằm nâng cao thứ hạng tìm kiếm. Trong khi đó thì tại các website chạy quảng cáo có lập trình, AI sẽ tự động mua và bán không gian dành cho quảng cáo và từ đó chủ sở hữu của các website sẽ dễ dàng có được một nguồn thu nhập thụ động. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi bão cát gây cản trở tầm nhìn dọc tuyến đường cao tốc tại bang Illinois, Mỹ, dẫn đến tai nạn liên hoàn đối với gần 100 xe.
Theo cảnh sát, gió mạnh đã thổi bay cát từ các nông trại lên đường cao tốc, khiến khoảng từ 40 đến 60 xe chở khách cùng với 30 xe thương mại đâm vào nhau. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, sức gió vào thời điểm đó lên tới từ 56 đến 74 km/h. Các vụ va chạm cũng khiến hai xe bán tải bốc cháy trên đường cao tốc liên bang 55. Hơn 30 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Các doanh nghiệp tại Anh đang tìm cách thu hút người hâm mộ hoàng gia bằng hàng loạt sản phẩm đánh dấu lễ đăng quang sắp tới của vua Charles Đệ Tam. Thương hiệu đồ chơi Maxbox cho ra mắt cỗ xe ngựa dát vàng theo tỷ lệ 1/64, được sản xuất theo đơn đặt hàng. Nhà sản xuất bánh quy McVitix và thương hiệu trứng cá House and Brunier cũng ra mắt các phiên bản giới hạn, hộp bánh và hộp trứng cá để bày tỏ lòng kính trọng với vua Charles. Lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tại Tu viện Westminster, thủ đô London, nước Anh. Một nhóm nghệ sĩ Bắc Macedonia đang cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng một loại mực đặc biệt trên những đôi giày thể thao, tạo ra những phong cách độc nhất vô nhị. Bằng khả năng vẽ, phun sơn và phối màu khéo léo, mỗi một tác phẩm nghệ thuật trên giày như thế này mất từ 2 đến 6 ngày để hoàn thành, tùy thuộc vào độ phức tạp của thiết kế và kích cỡ của đôi giày. Phần lớn các khách hàng của công ty này là các cầu thủ bóng đá, bóng rổ hoặc những người nổi tiếng hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc hoặc giải trí như Cristiano Ronaldo, Lewandowski, LeBron James, Jamie Foxx. Dịp nghỉ lễ quốc tế lao động năm nay tại Trung Quốc, một hình ảnh phổ biến tại các điểm du lịch của nước này chính là những biển người. Kích cầu tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này đã có những đóng góp quan trọng nhằm kích thích tăng trưởng nền kinh tế của Trung Quốc. Đoạn Trường Thành Mộ Điền Dụ, Bắc Kinh, một ngày có tới từ 14 đến 15 nghìn người tham quan. Vé tham quan Trường Thành và các điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh hầu như đã bán hết trên mạng từ trước đó. Kỳ nghỉ dài đầu tiên sau mở cửa, Bắc Kinh là một trong những điểm đến đông đảo nhất vì không còn bị bất cứ biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào. Tôi đã cố tránh đến Bát Đạt Lĩnh, vốn không có chỗ chen chân, thì đến đây cũng đông nghẹt. Chừng 60 km từ trung tâm Bắc Kinh mà xe du lịch của đoàn đi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới. Ngoài Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hải Nam, Nội Mông, Hồ Nam, thì các tour du lịch Quảng Châu, Thâm Quyến kết nối với Hồng Kông, Macau cũng thu hút đông đảo du khách. Theo công ty dữ liệu du lịch Forward Skies, Macau là điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc ở châu Á từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, với lượng đặt phòng tăng 11% so với mức trước đại dịch. Đặc khu hành chính Hồng Kông dự báo có 600.000 khách từ Trung Quốc đại lục trong kỳ nghỉ lễ. Tôi sẽ đi mua sắm và ăn nhiều món đặc sản của Macau cho thỏa thích, sau mấy năm dịch chẳng được đi đâu. Trong ngày nghỉ đầu tiên, Trung Quốc ghi nhận lượng khách tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng các chuyến đi bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt cũng tăng lên 57 triệu vào ngày đầu tiên. Chỉ riêng đường sắt lập kỷ lục với khoảng 19 triệu chuyến đi trong ngày 29 tháng 4. Các ngày tiếp theo dự báo lượng du khách tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, doanh số dịch vụ ăn uống giải trí tăng gần 37%. Hàng hóa như quần áo, trang sức, đồ điện tử tăng từ 17 đến 30% trong ngày nghỉ đầu tiên. Kích cầu tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày đóng góp quan trọng cho tăng trưởng nền kinh tế số 2 thế giới trong năm nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.